Chào toàn thể bà con nhé. Thì hôm nay một cái video ngắn em lại giới thiệu với bà con, đó là cái cây sâm nam. Thì nhiều khi các bác, các anh bình luận là cái cây sâm nam này nó giống cái cây cát sâm. Đấy thì thưa các bác, thưa bà con, cái cây sâm nam và cái cát sâm là hai dòng sâm khác nhau nhé bác nhé. Cái cát sâm là cây thân gỗ, còn cây sâm nam của món em đây là cái cây thân thân neo các bác nhé. Đấy, bà con đây cùng ngắm đây, dàn sâm đây là để lấy hoa nhé, dàn sâm để lấy hoa này. Là cái dây sâm này là dây sâm nó rất chi là nhỏ, sâm lá nhỏ. Đấy tại sao nó gọi là đặc thù của sâm nam núi Rành. Đấy thì bà con nhìn ở đây, đấy địa thế chúng em là của tại xã Liên Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đấy thì đằng sau núi Rành luôn là gia đình đang ươm một cái vườn giống gọi là giống sâm nam. Đấy. Giống sâm nam này, đấy thì hiện tại là được nghiên cứu, nó là cái cây sâm có hàm lượng sapolin tương đương với sâm Hàn Quốc. Đấy từ sau 5 năm trồng. Từ sau 5 năm nhé bà con nhé. Đấy, gia đình cũng đang cắt giống đây để gửi đi trên mọi miền của Tổ quốc này. Đấy, bà con nào có nhu cầu thì tới cây sâm này thì alo bên em theo cái số điện thoại 0972 204 167. Đấy. Thì em sẽ gửi hàng tận nhà cho bà con. Còn cái cây cát sâm ấy nó lại thuộc một dòng cát sâm khác, chỉ nhân cái cát sâm nó nhân giống được bằng hạt nhé bà con nhé. Cây sâm bên em không nhân giống được bằng hạt. Đấy, cây sâm bên em là nhân giống bằng củ mà một, và nhân giống bằng thân. Khi khuyến đông nó vào cuộc thì là sẽ nhân giống bằng thân nhé bà con nhé. Đấy thì là để đạt cái hiệu quả kinh tế cao. Đấy sau này cái củ của nó phát triển nó đều, nó to ấy. Nhưng còn nhân giống bằng vốn củ thì sau này cái tỷ lệ mà nó để nó không sai như vốn dây bà con ạ. Đấy bà con nhìn đây. Đấy, cây sâm này thì nó phát triển cũng là chậm, nó không phải là nhanh bà con ạ. Đấy, cây cát sâm nó phát triển rất chi là nhanh, cây sâm của bên em đây nó phát triển chậm lắm. Đây những cái dàn này trồng 3 năm rồi bà con ạ. Đấy. Thì năm đầu tiên, năm thứ hai dây bánh tẻ thì bên em sẽ làm bầu giống như gửi cho bà con. Và năm thứ ba là bên em sẽ để thu hoạch hoa. Đấy thu hoạch hoa vào tháng 8 này nhé bà con nhé. Đấy tháng 8 này mà bà con nào có nhu cầu ấy thì cũng có hoa nhé bà con nhé. Rồi video ngắn xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại bà con ở cái video sau.